sao để thương thương qua khiến đôi mình lại rồi về đi sẽ tìm được ta ta ta. Một buổi sáng đã bắt đầu, thì Dương và Việt Thái xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân mến. Không biết với quý vị khán giả thì như thế nào, nhưng với Việt Thái thì có lẽ không có điều gì có thể khởi đầu một buổi sáng tuyệt vời hơn là được nghe một bản nhạc mình yêu thích và được mở TV để cập nhật những thông tin mới. Và như thường lệ, trong buổi sáng ngày hôm nay, quý vị sẽ được thưởng thức một ly cà phê đầy ắp thông tin của chúng tôi. Chúng tôi sẽ có 3 từ khóa, đó là từ gì thưa anh Việt Thái? Chúng ta sẽ cùng đến với 3 từ khóa của chương trình ngày hôm nay. Từ khóa đầu tiên, xin mời, đó là Trôn Việt Nam. Wow, đây là một từ khóa đang rất trending trên mạng xã hội và có được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau. Vậy từ khóa tiếp theo sẽ là gì ạ? Từ khóa thứ hai của chúng ta đó là Trách Vàng. Tôi thấy là khái niệm này được sử dụng nhiều trong bóng đá. Nhưng mà nhiều bạn trẻ cũng nhờ thằng Triệu Tuấn Minh mà nó câu nhau, đặc biệt câu hô vừa rồi của hiệp đã chuẩn bị. Đúng là như vậy. Và từ khóa cuối cùng của chúng ta đó là sự trợ giúp. Sự trợ giúp là điều mà ai cũng cần trong cuộc sống, nhưng mà muốn biết chúng tôi nói đến sự trợ giúp về vấn đề gì thì xin mời quý vị theo dõi phần tiếp theo của cà phê sáng nhé. Bây giờ thì xin mời anh Việt Thái bắt đầu một điểm tin ạ. Vâng, cảm ơn Thùy Dương. Trước khi chúng ta bắt đầu với một điểm tin thì xin mời quý vị hãy cùng Thùy Dương hướng mắt lên màn hình để cùng theo dõi một hình ảnh sau đây. Không biết là theo Thùy Dương thì đây là con gì ạ? Tôi đoán nhé, đây chắc là một con cá nào đó bị nhiễm cá vàng. Con cá vàng. Con cá vàng màu xanh lá cây. Nếu như quý vị có chung suy nghĩ với Thùy Dương thì xin chúc mừng quý vị và các bạn đã bị trôn Việt Nam. Bởi vì đây là một bức ảnh đã bị chỉnh sửa. Con đây là vàng. Một con cá vàng màu xanh lá cây. Con cá vàng màu xanh lá cây. Chúng ta cùng theo dõi một bức hình đã được chỉnh sửa khác. Wow, quý vị khán giả sao mà lại nhỏ có thể xin được các bạn chúng ta xin xanh lũ xin xanh. Vâng, chúng ta có thể thấy một cô gái chắc chắn là 10 điểm không nhưng, đúng không ạ? Thế nhưng mà sự thật thì đáng tiếc là không được liên tiếp như vậy. Thưa quý vị, gần đây thì có một câu chuyện đang được truyền miệng rất nổi trên mạng xã hội, đó là câu chuyện của một biên tập viên VTV sử dụng những bức hình như thế này, những bức hình đã được chỉnh sửa để tạo các hồ sơ trên các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, và kết quả của thử nghiệm này đã làm dấy lên những nghi vấn trong một vô thống lừa đảo thông qua hình thức này. Tháng tư là lời nói dối của em, ca sĩ Hà Anh vẫn nói thế, nhưng mà tháng nào thì chúng ta cũng có nguy cơ trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo nếu như không đủ tỉnh táo, thưa quý vị. Vâng, và nhắc đến những chiêu trò lừa đảo tinh vi thì thưa quý vị, An Yêu là tên của một tài khoản mạng xã hội đã được một nhóm đối tượng sử dụng để lập một hình ảnh giả gái và dụ dỗ một nam thanh niên 21 tuổi quê ở Nam Định đến tỉnh Bắc Ninh để gặp mặt, và nạn nhân sau đó đã bị lừa đảo, bị dụ dỗ để tham gia đánh bạc, mất 80 triệu đồng, trong đó thì bao gồm là tiền mặt và một chiếc xe máy. Nạn nhân sau đó thì đã bị phát hiện là đã tử vong do đuối nước trên sông Hồng, và hiện tại thì vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra rõ. Hôm trước thì Long Biên gần nhà tôi chia sẻ, chúng ta có thể thấy là trong thời đại công nghệ thông tin này, việc kết bạn và tìm kiếm thông tin cá nhân của người khác trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng mà người dân khi mà sử dụng mạng xã hội cần phải cảnh tỉnh rằng là những con người đằng sau những màn hình sáng đèn kia là những người thật với mưu đồ không thể lường trước. Chính vì thế chúng ta nên nhớ, tiền mất thì có thể kiếm lại được, còn đi tìm một nửa của đời mình như câu chuyện trên mà đánh mất đi cả một cuộc đời thì quả thật là đáng tiếc. Xin hỏi là Thùy Dương đã bao giờ có những trải nghiệm tương tự như vậy chưa ạ? Đôi lần thì tôi cũng là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo anh Thái ạ. Nên là tôi đã phải tạo cho mình một thói quen, đó là... À, đó chính là công tác kiểm tra thông tin mà chúng ta vẫn gọi là... Check và... Và các đối tượng lừa đảo trên mạng không từ bất cứ thủ đoạn nào để có thể lấy được tiền của người mà cả tin vào chúng. Và những từ khóa như là hỗ trợ lấy lại số tiền đã mất hay là những hình ảnh, video giả danh công an thì đã trở nên tràn lan trên các cơ mạng xã hội. Tuy nhiên thì Dương cũng có một người hàng xóm là nạn nhân của những chiêu trò như thế này khi mà tin vào một video giả danh công an và bị mất tới gần 100 triệu đồng trong tài khoản. Đây chắc chắn là một bài học đắt giá theo cả cái đen lẫn địa bóng. Vì thế, chúng tôi hy vọng là quý vị khán giả có thể đủ tỉnh táo để sẵn sàng trao thẻ đỏ rời sân cho những nguồn thông tin không chính thống, quý vị nhé. Vâng, những thông tin vừa rồi mà Thùy Dương chia sẻ hài hước, vui vẻ có mà thương tâm cũng có. Thế nhưng mẫu số chung của những câu chuyện này là chúng hoàn toàn có thể được tránh khỏi. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết chọn lọc thông tin để trao thẻ đỏ như những gì Thùy Dương vừa chia sẻ? Thì ngày hôm nay chúng tôi rất vinh dự được gửi đến
đến trường quay một chuyên gia trong lĩnh vực an ninh mạng. Xin được trân trọng giới thiệu anh Trương Đình Đức, chuyên gia đến từ công ty an ninh mạng Viettel. Xin mời anh ngồi ạ. Anh Đức thân mến, không biết là khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì anh đã bây giờ chửi mắng mấy chữ thì hài. Trong thời tiết như thế này thì có cả viên đá đôi làm sinh hoạt hoàn cảnh tôi. Và được biết là anh Đức là một người đã có kinh nghiệm đối mặt với nhiều loại tội phạm an ninh mạng, thì tôi muốn hỏi là có một lời khuyên nào dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình để quý vị có thể chọn lọc những thông tin thật chính xác không ạ? Và điều quan trọng nhất chúng ta cần đảm bảo việc bảo vệ thật tốt những thông tin cá nhân của mình như căn cước công dân, các loại thẻ ngân hàng hay mã OTP, và chúng ta cần tuyệt đối cẩn trọng với những người tự xưng là người của cơ quan chức năng qua điện thoại và tuyệt đối tỉnh táo trước những gì họ biết ra và bảo vệ thông tin. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Bình Đức. Và chung quy lại thì chúng ta nên cẩn thận khi mà đăng tải thông tin lên mạng xã hội cũng như là tin vào những mối quan hệ chúng ta kết bạn qua mạng, thưa quý vị. Và xin cảm ơn anh đã đến với Cà Phê Sáng. Xin chúc anh có một ngày làm việc thật năng lượng ạ. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chung quy lại thì kiến thức chính là vũ khí và sự cẩn thận sẽ là chiếc khiên để chúng ta vững vàng trước các cạm bẫy. Và quý vị cũng đừng quên thưởng thức một ly cà phê mỗi sáng để chúng ta đủ tỉnh táo, không trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo, quý vị nhé. Và đó cũng chính là hương vị cuối cùng mà chúng tôi dành cho quý vị và các bạn trong ly cà phê sáng ngày hôm nay. Hy vọng rằng quý vị đã có những giây phút sáng sáng và sẵn sàng cho một ngày mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Người trình cảm.